Xin chào các bạn. Ở vùng Hai Vợ Chồng ở gọi là vùng Palestine, một là vùng Ukraine ở biên giới với Bạch Nga. Đấy. Vùng này nhà quê đấy. Một nhà đấy. Trên đường phố Partizanska đấy, gọi là du kỳ. Xin mời vào, cứ xem đẹp quá. Đấy, hoa cây táo mới nở này, mấy cây này thì là gần 80 năm này rồi ở đây. Tiếp theo là rất nhiều muỗi này, muỗi này nó to hơn ở Việt Nam, nhưng mà từ sáng đến tối vẫn còn, vì là vùng này rất là nhiều nước. Hai vợ chồng sang đây để nấu pho mát. Pho mát này bằng sữa bò và bằng sữa dê. Hai vợ chồng đang trồng rừng. Cứ xem xung quanh toàn rừng hết này. Ở đây rất là nhiều cây bạch nga ấy, cây thông các kiểu. Nấy hòa đấy, to như thế này cực kỳ thơm đấy. Úi giời ơi các bạn ơi, đấy bao nhiêu đấy, con ong này. Hôm nay là sơn đi là dày này, dày ung này rất là tiện. Đấy này, Therma đấy, nuôi con dê và nuôi con bò. Con dê này cụ chưa đơn vụ đấy, chơi đấy. Con dê này nó đặc biệt này, không có xương đấy. Dâu nhung dâu của lại chú Sơn, thầy Sơn dâu dài, chẳng gặp nhau không? Đấy. Không hiểu tiếng của Sơn nói, không sao cả. Đấy, dê cái nghỉ ngơi. Xin chào các cô, các cô gái nghỉ á. Bây giờ là 1 giờ trưa, giờ nghỉ. Thơm quá. Đấy là khu này nó với nhà bò. Bò cũng là hai loại màu. Đấy. Còn bò con. Con bò con này cũng vui là con bò đứa, con bò cái đầy đủ. Xin chào, малыши. Xin chào các bạn. Привет. Привет. Ты меня съешь. Rất là thoải mái. Mời nhé.
con bò có tên riêng. Con bò này ở đây là gọi là Kravka đấy. А вот здесь у нас лежит. Đấy. Здравствуйте, Анфиса. Hai con mới sinh. Đấy. Kia là hai bò đấy. Hai con mới sinh con kia. Đấy. Привет, малышочек. Привет, малышочек. А мы тебя видели на второй день, как ты родился, еще лежал здесь. А теперь смотри, вот уже бегаешь. Да? Các bạn ạ, đấy. Đấy, để sữa trong tủ lạnh gần 2 3 hôm. Cho nó là lớp trên nó nổi lên là một. Đấy. Đấy, sữa hôm nay là ngày 19. Còn đây là sữa ngày 16 chẳng hạn, 15 đấy, 17. Thì là chưa tự làm pháo mát này đấy phải rút ra lớp trên thử xem đấy. Ở đây lớp trên là gọi là kiếm sữa hoặc là Vesky bằng tiếng Ukraine. Lớp này là chất béo. Ở đây hay dùng để làm bơ hoặc là smetan. Kem smetan của tôi gọi là kem chua. Đấy, các bạn ạ, bao nhiêu đấy, kem sữa đấy. Sau khi đấy, dù hết kem sữa thì là chúng ta đi thanh trùng hoặc là tiệt trùng trong tung đặc biệt này. Đấy. Bùn là như vậy này các bạn phải bắt thoải mái cho nó đun nước vừa để Thank you, Vietnam you. Một, hai, ba, yo. Đấy. Quá trình thì bắt đầu. Này các bạn ạ, sau khi làm việc này thì con người phải nghỉ bằng cách uống thịt này, uống rượu. Như thường lệ ở Việt Nam, không nói về Việt Nam, cả thế giới như vậy, vừa làm xong đấy mới được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là sướng nhất này, bằng cách này nướng thịt đấy, uống rượu, hút thuốc lá đấy, trồng phong cảnh thiên nhiên, trồng rừng đấy, vì là ngày mai vẫn phải đi làm tiếp tục, nhưng mà là bây giờ là giờ của hai vợ chồng nghỉ đấy, nghỉ tiếng
tiếng này, lửa này, cúi bằng gỗ này, xoay này, thông này, bạch ngang nga, và các loại cây hoa quả cho nó thơm. Đấy, hôm nay nướng thịt lợn, kể cả một loại format nướng hại vợ chồng tự làm ở đây gọi là halloumi.